Nguyễn Kim Cương này tôi cho vô Quỹ Mặt Trận Tổ Quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại Đại Nam. Và sau cái buổi này thì tôi mong rằng cái đời drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi trại giam An Phước là ngày 19, hôm nay là ngày 29, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là phạt kè. Và cũng từ hôm nay trở đi tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết, vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài, cho nên tôi còn chồng còn con còn kêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại và tôi sẽ xuất hiện ở Đại Nam khi cần. Và Chủ nhật tuần tới, tuần tới, tuần tới nữa tôi sẽ cháy hết mình với quý vị. Thưa quý vị, quá nhiều sự xúc động, sự trải nghiệm mà quý vị nếu như ngồi gần cô giống như Vũ Ly thì sẽ cảm nhận được tình cảm của cô ngày hôm nay, chia sẻ rất là nhiều, rất là thật lòng. Và có một điều mà Ly cực kỳ hâm mộ cô, đó là khi mà lần đầu quay trở lại thì cô lại không nghĩ là cái việc quay trở lại để điều hành công ty, mà cô lại nghĩ ngay ra ý tưởng là ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thật sự ra mà nói, nhân dân mình, đồng bào của mình là máu thịt của mình. Tôi ở trong tù, tôi đọc báo rất kỹ và tôi rất là buồn. Tôi gào, tôi khét, trời ơi thả tôi ra đi, cho tôi ra sớm đi để tôi về, tôi còn giúp dân. Đó là những lời thật sự. Và sẵn đây thì tôi cũng chia sẻ với quý vị luôn là đi tù nó có những cái quy định cụ thể, là một năm nó có vào ngày 30 tháng 4, 20 tháng 9 và ngày Tết, tất cả các phạm nhân đều được giảm án. Ở đây không có ưu ái. Mà nếu không nói ra, tôi đi tù 2 năm 6 tháng bằng người ta đi tù 4 năm vì tôi tạm giam quá lâu. Và tôi cũng không được giảm án 30 tháng 4. Thì ngày hôm nay tôi về thì nó đã chín mùi gần rụng rồi. Nếu không nói tôi sắp như chung đủ. Anh đã đừng ai nói rằng là một cái ưu ái nào dành cho tôi. Tôi cũng chung đủ như tất cả những phạm nhân khác. Đó là quy định của pháp luật rõ ràng. Còn nói về đặc xá thì tôi cũng không có dạng trong đặc xá, vì tôi là đầu vụ, là chủ mưu của những cuộc live stream. Thì tôi đã rớt từ bãi giữ xe rồi quý vị. Ở đây không có một cái ưu ái nào cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt ở ngoài đời dân thương tôi, khi vào tù phạm thương tôi. Câu này hay nhất nè: cô vẫn đẹp, đúng không quý vị? Đẳng cấp là mãi mãi, phong độ chỉ nhất thời. Quý vị thấy tôi mạnh mẽ không? Nhưng đâu có nghĩa là tôi không mệt mỏi. Quý vị biết hôm mấy hôm nay tôi về đó, tôi rất là mệt mỏi với anh Dũng. Anh lật tới lật lui, anh lật xuôi lật ngược, anh bỏ ra tôi lật lìa. Tôi mệt mỏi lắm, mấy ngày nay tôi mệt mỏi với anh Dũng đó quý vị ơi. Anh lật tới lật lui, hồi bỏ ra tôi lật lìa luôn. Quý vị thấy không, tôi mệt lắm, tôi đâu có khỏe. Nhưng mà gặp quý vị rồi là tôi cháy hết mình. Máu và nước mắt tôi đã đổ xuống thật sự bên đời anh Dũng tại Đại Nam Văn Hiến này. Và một lần tôi đã vì dân, tôi không ân hận, tôi chỉ làm những gì trời Phật đã kêu tôi. Nếu như quý vị thấy tôi ở ngoài đời mà tôi nói thì quý vị còn nghi ngờ, nhưng khi tôi đã đi tù, quý vị thấy ông quốc không trượt phát nào, thì không phải là bà Hằng đâu, mà là ý trời. Trời Phật đã bắt bảo tôi và cứu tôi. Và tôi đồng ý, tôi hy sinh để tôi đánh đổi, tôi đi tù. Vì lúc đó tôi gặp quả, chứ tôi không có phúc. Bây giờ phúc đã không còn nữa thì phúc gặp quả. Thì bây giờ là tôi hết quả thì tôi lại có phúc. Ngày đầu năm tôi nói với quý vị rằng, quý vị hãy tin tôi đi, thằng trùm cuối sẽ xuất hiện. Đúng không quý vị?
phương tích. Và sau nhiều phương tích, tôi trở thành một thương hiệu. Đúng không quý vị? Tôi không buồn, không giận, cũng không hận ai. Nhưng tôi là người dám hy sinh cho nhân dân. Tôi nói tiếng nói thật. Mắc ok không cả nhà? Rồi tôi bị đi tù. Ngày hôm nay tôi đã trả hết tất cả những cái gì và tôi đã trở về với đầy đủ pháp lý, thì tôi lại sống một cuộc đời bình thường nhất có thể và làm được gì cho dân cho nước, tôi và anh Dũng cùng làm. Và tôi cũng xin khép lại cái drama này, là bởi vì tôi thật sự tôi quá mệt mỏi. Tôi xin quý vị đừng nói tôi Nguyễn Phương Hằng mới rõ án tù, mới đi tù, đừng lôi tôi lên. Vì tôi không hút máu nhân dân, tôi không lừa đảo nhân dân, tôi không ngồi trên đầu nhân dân. Tôi chỉ đi tù vì tôi nói thật, thì đừng lôi cái chữ tù tội lên đời tôi nữa. Được không quý vị? Tôi thua thì tôi chung. Tôi chung xong rồi tôi về tôi sống. Và tôi một lòng vì nhân dân. Và hôm nay quý vị thấy không, 1,000+ tỷ đã gửi vào mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Làm sao phủ nhận được công sức của tôi? Đúng không quý vị? Tôi kêu gọi quý vị và bản thân vợ chồng tôi cũng đóng góp. Đó là sự thật. Đó là một sự nỗ lực đối với nhân dân hết mình. Quý vị thương tôi, quý vị phải hiểu một điều rằng bây giờ tôi 50+ tuổi rồi. Tôi không còn thời gian nhiều cho bản thân tôi và gia đình nữa. Thì từ ngày hôm nay tất cả những hình ảnh nào mà đưa lên công chúng nói rằng bà Hằng lên live không bao giờ có nữa. Và ngồi đây thật sự tôi nhớ Mai Nhi, nhớ Hà Lê, nhớ Tân và nhớ cả thầy Quân. Vì tôi mà họ phải lao vào, vướng vào lao lý. Cứ ai nấy gây nước lắm. Nhưng mà khổ nỗi là tôi không biết công nghệ, cho nên tôi phải nhờ mọi người giúp tôi. Cuối cùng họ là giúp sức cho tôi. Họ đi tù. Một mình tôi đi tù, tôi gánh hót, tôi sẵn sàng. Tôi nói thật với quý vị nha, khi tôi bị bắt vào tù, tôi xác định người ta sống được, tôi sẽ sống được. Và tôi xác định luôn 7 năm kịch khung. Mai thai lầm thai là trời Phật còn thương tôi cho tôi trở về đời với gia đình, với mẹ già của tôi và tất cả quý vị yêu mến tôi. Có đúng không quý vị? Thật sự ra mà nói á, không nói sao hết lời cảm ơn với anh Quỳnh Duy Dũng. Tôi đã vô cùng có phước khi tôi có một người chồng. Dù ai nói như thế nào, anh Dũng vẫn kề vai sát cánh bên tôi. Ngoài chuyện vợ chồng đời thường ra, tôi còn nợ anh Dũng một ân tình mà khó mà trả được. Âm thầm làm hết tất cả, gìn giữ Đại Nam, gìn giữ tiếng tâm cho tôi và gìn giữ tất cả. Để ngày hôm nay tôi trở về đây, anh khôi phục lại tất cả cho tôi. Và tôi vẫn có đủ quyền hành tư cách để trích ra 10 tỷ đồng từ công ty cổ phần Đại Nam, đưa vô quỹ để cứu trợ cho đồng bào lũ lụt. Đó là cái tình của anh Dũng dành cho tôi quá lớn, đúng không quý vị?